Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin về Bộ Y tế bà Đào Hồng Lan đang vào bẫy. Không biết bà sẽ sống thế nào cho yên thân đây. Bộ Y tế hiện nay có 4 thứ trưởng thì có 2 thứ trưởng dính đến kỷ luật, đó là ông Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn. Hai ông này giờ đang bị án treo, không biết tù vào lúc nào. Trong khi đó, 2 thứ trưởng còn lại là Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương thì không đủ tiêu chuẩn để lên bộ trưởng. Theo Bộ Chính trị là như vậy, vì thế nên mới chuyển bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn của ngành y về làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong Bộ Y tế có người sai phạm động trời nhưng không sao, nhưng có người dính sai phạm là đi tù. Mà cụ thể nhất là ông Thứ trưởng thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng là ông Trương Quốc Cường. Và mới đây là ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Vậy nên người ta mới nói trong Bộ Y tế tội nặng hay tội nhẹ không quan trọng, mà là mối quan hệ mạnh hay yếu thì mới quan trọng. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Bộ Y tế là mảnh đất rất màu mỡ để kiếm tiền. Các doanh nghiệp nhập hàng thuốc và dụng cụ y tế về, muốn làm được thì phải được cấp giấy phép. Có giấy phép trong tay, dù chẳng có đồng vốn nào cũng dễ dàng kêu gọi vay mượn, hỗ trợ, góp vốn. Mà muốn có giấy phép thì phải có quan hệ, có đỡ lưng, có chung chia, ăn phần trăm. Việt Á là một ví dụ như vậy, chỉ là một công ty nhỏ được chống lưng, bỗng nhiên thành đối tác nghiên cứu với Học viện Quân y trong dự án nhà nước tài trợ. Rồi có giấy chứng nhận sản xuất, giấy phép lưu hành, công nhận chất lượng vân vân. Sau đó tiền đến ào ào cả ngàn tỷ. Giấy phép phải có người cấp cho, người cấp ở đây chính là ông Bộ trưởng. Đây là cơ hội rất lớn cho bà Lan làm ăn kinh tế trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Trương Quốc Cường, từng là Thứ trưởng Bộ Y tế đang phải ngồi tù. Bởi tờ giấy phép nhập khẩu, lưu hành, sản xuất đẻ ra nhiều tiền như vậy, nên việc cấp phép sẽ bị chi phối nhiều thứ. Liệt kê là tiền lại quả, tiền phần trăm vân vân, còn là hứa hẹn thăng chức, lá phiếu ủng hộ khi bổ bán, kết thêm phe cánh, tăng sức mạnh cho nhau. Nếu là tiền thì do phía dưới dâng lên, nếu là chức quyền là do cấp trên ban xuống. Tiền lại quả do đối tác cấp dưới dâng lên là có thể tùy hoàn cảnh, ngon thì ăn mà xương thì có thể tính sau. Còn hứa hẹn của cấp trên thì khó lòng thoái thác vì không chiều lòng sợ sẽ bị trừng phạt. Những cái khó này đâu có dựa vào chuyên môn, dựa vào bằng cấp mà phải giải quyết được. Cho nên làm bộ trưởng một ngành nào đó mà có chuyên môn cũng tốt, không có chuyên môn cũng chẳng sao. Cốt yếu là phải khôn ngoan, biết cách cân nhắc, tiến lùi, chiều lòng các phe sao cho hợp lý. Những yếu tố này đôi khi được diễn giải rất kêu là bản lĩnh chính trị, rồi thì đạo đức cách mạng, rồi thì phẩm chất người cán bộ, đảng viên gì đó. Chính ông Nguyễn Thanh Long đã có trình độ giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành y, hầu hết quá trình làm việc đều không để điều tiếng gì. Tuy nhiên, vừa về đến Bộ Y tế chưa bao lâu thì ông phải vào tù vì cấp phép cho Việt Á. Những giấy phép cấp cho các doanh nghiệp là cây bẫy. Nếu biết chuyên môn, bà Đào Hồng Lan có thể sẽ biết mà tránh những trường hợp nhập hàng giả. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để cho Việt Nam Pharma tuồn thuốc giả vào Việt Nam, bán khắp nơi để chữa cho người bệnh nặng, nhưng không bị pháp luật sờ gáy. Nhưng liệu một sai phạm tương tự có xảy ra với bà Đào Hồng Lan thì bà Lan có thoát được như bà Tiến, hay lại phải chịu chung số phận như người tiền nhiệm của bà là Nguyễn Thanh Long? Đây là hình ảnh trường hợp ông Nguyễn Thanh Long là một cảnh báo cho bà Đào Hồng Lan. Về nguyên tắc, vị trí của bà Lan không cần có chuyên môn cũng làm được, nhưng có chuyên môn thì vẫn hạn chế rủi ro hơn vì khó bị cấp dưới qua mặt. Vì thế nếu bà Lan ngồi vào ghế bà Tiến thì bà Lan có nguy cơ mắc sai lầm cao hơn rất nhiều. Hiện nay tại Bộ Chính trị không ai tin trong Bộ Y tế có lý do của nó, bởi nơi đây những lãnh đạo sai phạm quá nhiều, mà nắm những thuộc hạ như thế thì khi lính làm sai, thủ trưởng lại lãnh hậu quả thì cũng khổ. Có thể nói bà Đào Hồng Lan đang lọt vào nơi khá nhiều cạm bẫy, không khéo thì chuốc họa vào thân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rơi vào thế thập diện mai phục gây gò cho Tô Lâm, Quốc hội đang đưa Tô lên thớt. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm đã được ông Tổng đỡ đòn bằng cách cho trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam chụp mũ tất cả những bài viết có ý kiến góp ý cho việc làm của ông Tô Lâm. Nói chung, mọi ý kiến đều bảo ông Tô Lâm phải sửa. Thêm vào đó là Tô Ân Xô cũng lên tiếng bênh vực cho sai phạm của Tô Lâm và ra tay gỡ rối cho ông sếp của mình. Đấy là phía ủng hộ, còn phía tấn công ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên không nói lời nặng nề với ông Tô Lâm vì ông Tô được ông Tổng đỡ đầu. Vì vậy ông Thủ tướng cũng đang muốn khoét vào sai phạm của ông Tô Lâm. Đây là phát súng đầu tiên cho những người muốn triệt hạ ông Tô. Được biết sai phạm của ông Tô không chỉ có ông Thủ tướng lợi dụng mà ông Chủ tịch Quốc hội cũng đang nhảy vào để đánh hội đồng. Đến hình ảnh ông Tổng luôn ủng hộ ông Tô Lâm. Mới đây ngày 5 tháng 8, báo chí Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời chất vấn về vấn đề hộ chiếu mới tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vào ngày 10 tháng 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, trong đó có hai nhóm vấn đề, nhưng nhóm vấn đề quan trọng nhất thuộc trách nhiệm của Bộ Công an với nội dung thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Một số nội dung cũng sẽ được chất vấn như quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội liên quan đến phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen và cho vay nặng lãi cũng là nội dung được chất vấn tại phiên họp này. Trách nhiệm trả lời chính ở nhóm chất vấn về thứ nhất là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Xô đang cố giải quyết rắc rối cho ông Tô Lâm. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 giữ nguyên kích thước so với quyển cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành màu xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, lần lượt các đại sứ quán các nước như Đức, Tây Ban Nha, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã thông báo dừng cấp thị thực và hộ chiếu mẫu mới vì không thể nhận diện được nơi sinh của người đang sử dụng nó. Trong khi đó, Anh, Pháp thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 8, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết không có vướng mắc gì liên quan đến hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường. Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao giải quyết theo con đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về chương trình phương án, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo. Như vậy, ông Tô Lâm đã không tiên liệu được những khó khăn dồn dập, mặc dù được ông Tổng che chở và ông Tô Ân Xô giải quyết rắc rối, nhưng vấn đề là nếu làm lại hộ chiếu mới cho những người lỡ giữ hộ chiếu không có nơi sinh sẽ phát sinh kinh phí khổng lồ. Vậy thì nguồn kinh phí phát sinh này ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây? Và đặc biệt là việc ai đã quyết định làm cuốn hộ chiếu mà không có nơi sinh như vậy. Đây là hình ảnh sắp tới ông Tô Lâm đang phải trả lời trước Quốc hội Việt Nam chất vấn về vấn đề hộ chiếu. Tất nhiên là những lãnh đạo thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải chịu trách nhiệm, nhưng người đứng đầu Bộ Công an phải là người chịu trách nhiệm chính và cuối cùng. Cho dù có lùi bước trước công luận thì đối thủ chính trị của ông Tô Lâm vẫn có thể lợi dụng vào việc chi tiền đổi hộ chiếu để tấn công ông Tô Lâm thêm một lần nữa. Một sai phạm tưởng nhỏ nhưng ông Tô Lâm lại gặp rắc rối rất nhiều. Cứ mỗi lần như thế thì lại có một kẻ từ bóng tối nhảy ra khoét vào sai phạm của ông Tô Lâm. Chắc chắn ông ta sẽ phải vất vả hơn rất nhiều về bộ hộ chiếu thiếu nơi sinh này. Ông Tô Lâm giờ chẳng khác nào kẻ lọt vào thế trận thập diện mai phục được dâng sẵn của các đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy chờ xem ông Tô đỡ thế nào.